Ngày 1 tháng 10, cử tri thành phố Thủ Dầu Một đồng loạt đi bầu cử trưởng ban điều hành khu phố nhiệm kỳ 2023-2026. Sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc và sự ủng hộ nhiệt tình trách nhiệm của cử tri đã góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân thành phố Thủ Dầu Một thành công tốt đẹp. Bắt đầu từ 7 giờ, 59.221 cử tri hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đã nô nức đi bầu cử trưởng ban điều hành khu phố. Trong đợt bầu cử này, thành phố có 118 khu phố. Mỗi khu phố giới thiệu ứng cử 2 người vào vị trí trưởng ban điều hành khu phố. Tổng số ứng cử viên có 236 người, trong đó có 159 người là đảng viên. Thành phố có 121 địa điểm bỏ phiếu, gồm 117 địa điểm bỏ phiếu là văn phòng khu phố và 6 địa điểm bỏ phiếu nơi khác. Ngoài ra, thành phố cũng đã thành lập được 121 tổ bầu cử. Công tác bầu cử trưởng khu phố của địa bàn phường là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Thể hiện được cái sự dân chủ, là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cho nên trước khi mà giới thiệu hai ứng cử viên với cái chức danh là trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023-2026 thì cấp ủy chi bộ cùng với mặt trận, ban điều hành cũng đã chọn lựa giới thiệu hai đồng chí là đảng viên đủ đức, đủ tài, có trình độ để rồi ra ứng cử cái nhiệm vụ là trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023-2026. Tại điểm bầu cử khu phố 11, phường Phú Cường, chỉ vừa đến 10 giờ sáng, hầu hết cử tri đã đi bầu cử. Từng lá phiếu bầu là trách nhiệm và sự gửi gắm niềm tin của cử tri. Rằng đây là trách nhiệm của những công dân sống trong khu phố văn minh kiểu mẫu. Nên là tôi thấy rằng là đại diện các cái công dân trong khu phố, các gia đình, các hộ trong khu phố thì cũng là tín nhiệm và lựa chọn bầu cử ra được các đề cử và bầu cử được các đồng chí có năng lực, phẩm chất, tâm huyết với nghề nghiệp thì chúng tôi cũng lựa chọn để bầu ra được các đồng chí làm trưởng khu phố để hoạt động các nhiệm kỳ 2023-2026 thành công. Khu phố là địa bàn quan trọng để phát huy thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng hiệu quả hoạt động của khu phố phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban điều hành các khu phố. Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng ban điều hành khu phố nhiệm kỳ 2023-2026 được nhân dân thành phố Thủ Dầu Một rất quan tâm theo dõi, sáng suốt lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại khu phố, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của khu phố. Tôi thấy là những người làm công tác ở khu phố nó rất là quan trọng, bởi vì làm cái gì thì làm, nó không phải có cái nền tảng từ dưới đi lên. Đó, từ dưới lên và làm gì làm thì có cái thành phố hay thị xã có phát triển thì cái ở dưới khu phố nó phải vững mạnh trước thì ở trên nó mới phát triển, nó có cái gốc. Thì tôi thấy rằng cái những người mà được chọn ở trong cái đại diện khu phố nó rất là quan trọng, cho nên là việc bầu cử như thế này thì tôi thấy rất ý nghĩa. Cuộc bầu cử trưởng ban điều hành khu phố nhiệm kỳ 2023-2026 của thành phố Thủ Dầu Một được tổ chức thành công. Cử tri đi bầu với khí thế, niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Các phong trào và các vấn đề dân cư ở cơ sở sẽ tiếp tục tốt hơn trong thời gian tới.